Tối qua tại nhà hát Cao Văn Lầu đã diễn ra đêm chung kết hội thi tiếng hát người làm báo với chủ đề âm gian giọng cổ, khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đến dự có đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Dương Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Là cái nôi của đơn ca tài tử, quê hương của bài giả cổ Quan Lang, tiền thân của bản giọng cổ, Bạc Liêu vinh dự được chọn làm nơi diễn ra đêm chung kết xếp hạng hội thi tiếng hát người làm báo với chủ đề âm gian giọng cổ. Phần thi diễn của những nghệ sĩ không chuyên đã làm nên một đêm chung kết lắng động, nhiều cảm xúc cho khán giả. Tham gia vòng chung kết xếp hạng có 7 tiết mục với 9 thí sinh đang làm việc tại các cơ quan báo chí khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ. Trước đó, vòng bán kết được tổ chức tại các tỉnh Đồng Tháp, khu vực Bắc Sông Hậu, Bạc Liêu, khu vực Nam Sông Hậu và Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Đông Nam Bộ. Các tiết mục mang đến đêm thi diễn được các đơn vị dàn dựng công phu. Có những bài giọng cổ được thí sinh chọn thể hiện mang đậm nét đặc trưng của con người vùng đất quê hương mình, như bài giọng cổ Chuyện Qua Sen của đơn vị Hội Nhà báo Đồng Tháp, thể hiện hình ảnh bông sen khí chất kiên cường từ trong những ngày lửa đạn chiến tranh đến món trà hương sen dung dị như con người Đồng Tháp. Đơn vị Hội Nhà báo Bạc Liêu với bài Biển Cạn với câu chuyện về tình yêu đôi lứa trên cánh đồng bối trắng đất Bạc Liêu. Mới đầu là mình chọn cái bài khác, nhưng mà với cái ngày hội văn hóa du lịch của mình á, thì mình chọn cái bài Biển Cạn này để giới thiệu cái sản vật của mình là muối Bạc Liêu, nghề muối Bạc Liêu, để cho nhiều người biết đến. Như vậy thì cái mình cũng như là mình tập lại từ đầu, mình phải học bài trong khoảng 10 ngày, đi đâu cũng học hết, để mong muốn rằng là trong cái lễ hội này thì mình phải giới thiệu cái gì đó của cái sản vật của Bạc Liêu, một cái thông điệp để quảng bá cái sản phẩm muối của Bạc Liêu mình. Cái đó mới là cái lớn nhất. Còn cái đi đến cuộc thi thì chỉ là cái sân chơi. Mình là đội chủ nhà, mình cố gắng làm sao mà thể hiện cái hiếu khách khi mà đến với Bạc Liêu mình. Với chất giọng ấm áp, ngọt ngào, đầy cảm xúc về câu chuyện tình không trọn vẹn của cô Giao Liên và anh giải phóng quân với bài giọng cổ Bông Bồng Bồng Rụng Trắng, đã mang về giải quán quân cho thí sinh Phạm Thị Cẩm Nguyên, đơn vị Hội Nhà báo Hậu Giang. Khi mà tham gia vào hội thi tiếng hát người làm báo với chủ đề âm vang giọng cổ, đó là một cái niềm vui và hạnh phúc của Cẩm Nguyên khi mà mình là người con của miền Tây, đơn ca tài tử vốn đã ăn sâu vào trong máu rồi. Khi mà mình làm báo lại mình có cái cơ hội để mà mình có thể được thể hiện cái khả năng này nữa. Cho nên là đó đầu tiên là một cái niềm vui và hạnh phúc rất là nhiều. Đối với những người làm báo thì đây là một cái cuộc thi để cho chúng tôi có một cái sân chơi thư giãn sau những ngày cung cấp những thông tin đến với khán thính giả gần xa. Đối với cuộc thi tiếng hát người làm báo này sẽ là cách mà để chúng tôi lan tỏa cái giá trị của đàn ca tài tử, một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Dù là lần đầu tổ chức hội thi hát giọng cổ cho những người làm báo, song những tiết mục biểu diễn của các thí sinh được ban giám khảo đánh giá khá cao. Bao nhiêu ngành nghề đều, tất cả ai cũng đều yêu mến bộ môn nghệ thuật sân khấu đàn ca tài tử của sắc tộc dân tộc Việt Nam mình. Nhưng mà có mấy ai làm được, chỉ có những cái cuộc thi là gọi là làm nghệ sĩ để được nghệ sĩ, là được nghệ sĩ thôi. Giờ đâu có mà những cái chương trình nào mà để gọi là như là nhà báo mà ca giọng cổ. Phải nói cái điều này là Thanh Hằng nó rất là coi như là mang ơn và tri ân, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức ra một cái chương trình này. Không phải nói cải lương là dễ hát đâu, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mà các anh, các chị, các em đã ca được tròn mấy câu giọng cổ, ca được những bài bản lý. Và trong đó thì nhờ một cái chương trình này, mùa đầu, Thanh Hằng nghĩ rằng, hy vọng rằng sẽ có nhiều mùa sau nữa để cái sự hào hứng của cái sự đam mê đàn ca tài tử này sẽ mang đến cho nhà báo mình rất là nhiều. Và các anh chị, các nhà báo, quý nhà báo mà đã xem được cái chương trình này rồi sẽ có một cái năng động và có một cái động lực lớn nữa để được thi thố, để được có những cái trải nghiệm về sân khấu cải lương, trải nghiệm về đàn ca tài tử rất là quý báu vô cùng luôn. Sự thành công của hội thi sẽ tiếp thêm lửa cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Những người làm báo yêu đàn ca tài tử, cải lương sẽ là cầu nối giúp lan tỏa tình yêu ấy đến công chúng gần xa. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Phạm Thị Cẩm Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang với tác phẩm Bông Bồng Bồng Rụng Trắng. Hai giải nhì được trao cho thí sinh Lê Thái, Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu và thí sinh Lê Hải Đăng, Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre.